Chưa đấy, bây giờ lấy bao. Nhưng mà lúc nãy là hai cái này thì cái ở ngoài là cái đẩy mà không biết, nhưng mà cái này nó bỏ xếp thứ tự thế này, lấy thế này vào bọn ở ngoài, mới cắm à, bọn ở ngoài kia nó phải xếp thế này á. Nè bữa nếu chắc ra áo khổ bữa nếu còn cái vòng này là vòng này là cái vòng đẩy hơi mà chắc cầm tí nữa lại lấn lộn đi, nó phải xếp thứ tự thế này vào, cái này trong nhất thì để thế này vào sao lại thế này, bây giờ lấy vào thế này. Cho vào đi, cột cho vào đi. Cho cái vòng kia vào trước nhỉ. Chưa được rồi, để cục cái này vào, cái vòng này là vòng đẩy hơi đấy, ra vòng đẩy hơi nó phải ở ngoài không chứ. Nó bảo thế này bọn nó bên kia. Ồ. Xếp vào đây. Từ. Thì cái này nó vào kế đi rồi. Ừ. Mình khổ khe nữa bây giờ. Tôi có nên mở to một tí nữa. To mới là đau gãy nhẹ. Không lên đâu, kệ nó bới nha, không lên cũng chưa được. Cầm cả nghĩa nè, còn đeo tăng hết rồi, đổ xuống đấy, mấy rồi? 1 năm nữa, tí nữa. từ từ bắt đầu luôn bây giờ. Cắm cái bít tông đây rồi, cái này gầy dễ gầy á, cái cắm cái bít tông mưa ngủ ngạt từ từ.
cũng nghe biết. Thế nào về đường nhỉ? Ôi, tay. Đấy. Okay. Ông mà xếp thế này. Xếp hàng. Nhưng mà cái hơi đẩy đấy, cái đẩy này nó cái đường này là đường nó chịu lửa. Hiểu không? Cái vòng này ấy. Đâu biết. Vòng này là vòng chịu lửa mà. Vòng cũng là vòng chịu nhiệt đó, ở ngoài ấy. Nó là nhiệm vụ đẩy hơi ấy. Có cái xe. Không có đâu. Em nhỏ mấy được rồi. Nó cần xăm không? Nhìn thấy một xíu. Đi, lau qua được. Chỉ như nào. Gia cho gì? Mà mẹ. Đó. Đẩy hai cái chốt kia vào. Cái bị đẩy xui này. Được chưa? Bị lệch rồi. Đấy, đúng rồi. 1. Gần chưa? Tí nữa. Đấy, trả vào đấy. Bây giờ muốn vặn được thì đẩy vào, đẩy qua bên này đi. Hả? Đẩy vào hết đi vậy. Để nó đẩy con này. Bây giờ vặn lại đi.
Nhưng mà cái đường này, cái bụng này chia. Nếu mà này mà kem lắm nha. Bơm nha. Chật mạnh. Cái này không phải đâu, cái này nó không phải bơm ở trong này ra đâu. Không, nó phải bơm ở trong này đâu ra, không. Mình cũng nhưng mà có mà lúc tôi này cũng có đấy đúng rồi, nhưng mà cái này nó lúc tôi này cũng có đấy nè, nhưng mà cái đường của nó thông chắc là do cái này nó chèn này, cái miếng này, cái miếng như này rồi nó chèn đi rồi, bây giờ nó phịt ra nó... cái này ở trên ở dưới này. Nãy là cái này là ở dưới. Cái này ở trên đây. Cái này ở trên đúng không? Cái này còn còn nặng. Cái kia nó bị lấy hết rồi. Cho cái lòng đen vào phần hơn. Nó phải tự nó phải máy cắt cho tôi cắt lậu nó cả. Anh cái có nhà tinh yếu có mà cắt nhọn như cả nó ông mấy cái thứ nhất này bạn vừa phải rồi, thấy mạnh quá bạn đi. Rồi. Cho một ít dầu vào đây để nó quay đi quay lại nó mòn vẻ sẽ cho mình. Kéo ra kéo vào một tí này. Nhanh một tí nhanh đấy, nhanh như làm đấy. Cái này đấy sửa cái này trước quay cái này nó khác lý, nhưng mà bây giờ phải lắp vào ấy, lắp vào đi. Ừ? Lắp vào đi, lắp gì quay cái xem nó có lên. Quay thì cái dầu nó chảy ra bên kia đấy. Chảy ra bên kia. Chắc là thu cấu. Nó vẫn ra. Lắp vào đi. Lắp cái đầu này hay là đầu bên đầu bên này.
Thôi, phân nhá. Ôi, dầu dao. Để nó vào đi, không cần đấy, kia vào đâu. Hả? Không cần đấy, kia vào đâu, chơi vào luôn đi. Đóng những mớ ở bên này. Miếng kia nữa. Đây. Chảy thấy không? Bà dầu pin có ít nhỉ? Chính lăng này. Ờ, lấy vào một ít được ấy. Mà nó ép ít tí. Bên được không? Nó đúng chỗ na bên này. Lấy này nè, nó nói mình đi. Con gái gì dùng điện thoại vớ màn hình liên tục bất cẩn thế nhỉ? Cái này gắn vào cái này hay để bên này nó mới hợp hơn. Đỡ mất thời gian.
từ đâu. Còn thiếu một cái lông đen nếu có đi đâu. Lông đen kia là từ trước nó mất. Thiếu nó không cân thôi. Cái thằng kia nhầm nhiều rồi bố. Hả? Cái vòng này đấy là nó phải ở ngoài chứ. Ánh sáng nhẹ. Rồi, rồi. Mới quay đẹp nè. Còn này không cái này mới lắp của nó, mới xẻ. Mấy cái nào? Hai cái nào? Quay xem. Quay xem cái dầu nó giật ra không? Quay đi. Ui, nó đẩy quá, xúc phát đẩy quá. Không thế không quay được. Hả? Không quay được đâu. Chúng mình lắp cả cái này vào. Ừ. Nó xúc phát nó đè rồi. Bên nào cũng được.
căn hai cái này. Quay thế nào một tí nó mới vào được. Cái này nó phải ấy vào cứ quay xem nào. Thế nó đang đây đây. Ồ, cái này phải lắp vào trước, lắp cái tay kia vào trước mình mới đẩy vào nó mới dễ thôi. Rùi cái này ra đi. Cái này có trời đẩy rút cái này ra. Rút đấy, bây giờ cho vào trước cho nó mới vào được kìa. Phải rồi. Cái này nó lăm này, thấy chưa? Chừng nè. Nó phải thế này đây này. Nó phải lúc nào nó đẩy đâu. Nè. Để cho nó để chết được hai cái này. Nè, chết rồi. Nè. Để cho nó cái gì chết nó để chết đây. Đấy. Đây rồi. Hay là chết rồi. Nó lăm nhiều thế. Không. Bên lăm nhiều không? Đây này, cái này phải vặn vào một tí. Không, thế này. Thế nó chết như này, lòng chưa? Hai bên lòng, bên nào lòng nhiều hơn? Bên này. Bên kia nào? Đấy, vấn đề nó cũng nằm ở đây này. Cái này chỉnh lại đi. Đây này, bên nào lòng nhiều hơn?